Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, mùng 8 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của quá trình tăng cường không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 5.000m nên những cơn mưa, mưa rào đã quay trở lại tại nhiều nơi ở miền Bắc trong ngày hôm nay, có điểm có mưa vừa và đi kèm theo dông. Nhiệt độ vì thế cũng giảm dần, trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động trong ngưỡng từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, trời lạnh ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Sau đó mưa rào giảm nhanh, thay vào đó là trạng thái mưa phùn lẫn sương mù nên nhiệt độ chỉ tăng nhẹ ở Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của gió Đông Bắc tầng thấp, tại các tỉnh phía Bắc miền Trung cũng tăng mưa về diện và lượng, nhưng chủ yếu vẫn là mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có điểm có mưa với lượng khá và nhiệt độ cũng giảm bớt. Trời rét tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và lạnh tại khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ. Nhiệt độ sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam với mức nhiệt cao nhất trưa chiều là dưới 21 độ tại khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Bình, phổ biến từ 24 đến 26 độ tại khu vực Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận thì thời tiết ổn định, trưa chiều vẫn sẽ có nắng. Tuy nhiên cường độ nắng có phần giảm nhẹ bớt những ngày này so với thời kỳ trước đó, với mức nhiệt từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Thời kỳ từ nay đến ngày 9 tháng 3, tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiều điểm nắng nóng với mức nhiệt trên mức 35 độ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên không khí càng oi bức hơn. Chỉ riêng Đà Lạt do kết hợp với yếu tố địa hình nên trời chỉ có nắng nhẹ vào ban ngày. Dự báo xa hơn, trong 2 tuần cuối tháng 3, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa ở một vài nơi. Cụ thể, trong tuần giữa tháng, tức là từ 11 đến 20 tháng 3, mưa dông xuất hiện nhiều ngày có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn dông. Trong tuần cuối tháng, tức là từ 21 đến 31 tháng 3, miền Nam có khả năng xảy ra một đợt mưa trái mùa kéo dài một vài ngày, với vài nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa trong 2 tuần cuối tháng 3 không quá lớn, nhưng sẽ giúp cải thiện nhiệt cho miền Nam sau những ngày nắng nóng với mức nhiệt cao. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 8 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.